phiêu bay thoát ở cái mới sọc tê hiêu là đây nào sọc máy chưa cầm nó đâu được kêu ấy mà khi ông cầm nó nâng bánh luôn mà cho con cháu mày nào đấy lâu nha lấy ổn mà này ơi tăng về chuẩn hoàn không ai khó đây là hơn tao bánh lại hiện tại bạn sạp tại slap chân bây giờ ta slap chân bây giờ mình là cả anh nào lơ đấy khi ông cầm phi miên đấy mình thơm ở đó đấy tao máu khinh đấy à kia trong bát tịch năng à mà đầu nào mối bằng năng không ai đấy à buồn lắm buồn năng miên đang không ai đang miên nam đang đấy đấy đang lột xong mình đang thấy vô vết lột cho thôi lại chẳng bàn than năng nè phải cả anh nào mạnh bán là nào sầm nhà vơ năng mình nào đấy à lơi đấy tịch thì là lơi อันนั้นก็เอาตัวนั้นเอาเลยบ่มันนั่งลุกซ่องบ่มันนั่งเปรียบเปรียบอ่ะดังบ่นอดดังบาปเด้อบ่นคงบาปเด้อมันเก่งด้วยบ่าคือว่าจำรับเก๋ๆมันเถื่อยิงนั่นแหละให้จำรับเรียบเรียนประมาณเรียนเนาะเจ้าเถื่อยไปเรียนอ๋อทุกพวกแสงนั้นพวกอ่าแล้วยังทาเนี่ยขมั่งยังจำรับถ้าช่วยเลยอ่ะซินซีจะมุดเป็ดต้องจำรับเจ้าเอาเลยอ่าเป็ดนึงไปโยตะสำรับมนต์เกอ่ะแปะวันตาเนาะไปโยตะวัยเจ้ามนต์เกอ้าวจ้าให้มายีน้ำมาจำรับน้ำมวยเราเก่งกว่าเป็นพลับเก่งปิ้งหึงไอ้เจ๊เนี่ยมันยีน้ำเป็ดเราก็เล่นเก่งๆอ่ะแล้วกูนขมายเธอกูเป็ดทั้งเป็นหนึ่งสอกยังเนี่ยอ่าเราสอกกูนขมายแต่ใจผมบอกโอนเธอเป็ดดูได้ไปยังเราจังนะยังนะไรฝักอะไรนี่ยังเราเจอกันนอนยังเราได้แล้วแล้วกูนขมายเธอกูเป็ดทั้งกูเป็ดทักนะกูกลายได้เนาะกูกลายกีรอมอันโยเนะแจเนะดังมาดังนอมสกเตหุ่ยเจออาจะนอนขมายก็หอมเนาะอาณาเรียนโซนอาณาเปะวันตาอาณาแจเหรอลุงเนาะอาณาเปะวันตาคือเปะวันตาเมียนแจดังก็โยไวเจ้าละอันนั้นก็เนี่ยสมเรียกเนี่ยเป็ดทมโตเตอันนั้นเกตามเกตามกลมนี่มาปุ้งนี่มาซ้ายตรงนี่ก็ว่าเหมือนอะไรเปิ้นไปเจอจนหน้าบอกเงียบอ๋อนี่ยังบานทานยังมาเธอหน้าสมบังเสียเต้าโยตึกใดอาณาโชยังบานทานเจ้าจอยมาคือยังจังอันนี้เจ๋วับซับบ่บ่จะนำเตี้ยก่อมตอนออกจันไอ้ทางเขียวมึงอาณาเลยเต้า
Ở tại cái khu du lịch Suối Vàng thì nếu các bạn muốn lên trên núi Cô Tô thì có dịch vụ xe ôm nó đưa đi. Thì con đường thì xe ôm nó chạy được, còn xe mình đi xe gắn máy khó đi lắm. Cái dốc nó cao lắm, mình đi xe nguy hiểm lắm. Vậy xe ôm nó chạy được tại vì tụi nó chế lại, nó chế mấy cái nhông, cái sơn gì của nó đó, cho nó leo núi dễ. Còn xe mình mà xe zin mà mình chạy là chạy không được. Cái dốc đó ngay cả ngồi xe ôm cũng nguy hiểm. Nó cái dốc cao của mình ngồi nó tuột xuống. Tôi chưa đi, tôi có đi thử một đoạn là thấy đi không nổi thôi, tôi không có đi nữa. Đường chạy trong này thì cũng rộng lắm, xe hơi chạy vô được. Nãy có mấy chiếc xe hơi nó vô tuốt trong chùa Phố 11 luôn. Bây giờ người ta hồi xưa là đường đất, nhưng mà bây giờ người ta đổ bê tông rồi, đổ xi măng này, thành thử ra chạy dễ. Nếu các bạn đi Suối Vàng á thì vô phía trong chút thì cũng có con đường, cũng thấy con đường này nè. Thì nó chạy ở cuối con đường là cái chùa của Khô 11, hay là còn gọi là chùa Sơn Tô Cổ. Chạy cúng này ra là tới khu du lịch Suối Vàng. Ở đây là khu du lịch Suối Vàng. Khu du lịch Suối Vàng thì là ngay cái đường để đi lên trên núi Cô Tô. Còn không thì nó có nguyên cái hồ ở đây nè. Nó kêu bọn là cái đập Suối Vàng hoặc là hồ Suối Vàng. Ở đây thì cũng có mua bán này nọ, đồ đạc gì, nhưng mà không mấy xôm tụ. Sau đó cái chùa nó kêu bằng là chùa Sài So đó. Thì chùa Sài So dời xuống dưới đồng bằng lại rồi làng mạc ta làm ở dưới đó. Đây là cái hồ Suối Vàng hoặc là gọi là hồ Sài So đó. Cái hồ Sài So có cái chùm cây thốt nốt này là đặc trưng của nó. Cây thốt nốt nó mọc ở dưới nước, đúng ra là khi ta làm cái đập đó, thì nước nó đập nước ấy cây thốt nốt thôi, ngập cây thốt nốt chứ không phải là cây thốt nốt nó mọc ở dưới nước lên. Hồi xưa nó mọc ở trên sườn núi, rồi sau khi ta làm cái đập thì nước nó ngập cây thốt nốt. Cái đường này là đường đi ra lại từ Suối Vàng đi ra đụng với cái đường kêu bằng cái gì ta, đường tỉnh lộ 15, 17 gì đó, hình như là 15. Cái đường tỉnh lộ đó thì nó chạy xung quanh cái núi Cô Tô. Thì cái núi Cô Tô là cái núi ở phía sau này nè, là núi Cô Tô đó. Bây giờ mình đi ra lại.
trần đế, anh trần đế cái đá đắp trần đế anh xia xia sẽ đá cho ta rất người này người ta đi kiếm kiếm rơm mà. Bao giờ em hỏi quê hương.